Swan Forest là một trong những biểu tượng của Eco Park với khu vườn thẳng đứng trên không do Dewan Architect thiết kế. Trong khu vườn 500 ha nổi lên hoa tòa tháp 41 tầng với hơn 400 khu vườn trên không, cùng nhiều tiện ích đẳng cấp như bể bơi điện phân muối 4 mùa, trung tâm gym spa, khu vui chơi trẻ em, thác nước nhiệt đới, vườn dạo bộ. Từ sau khi bàn giao, cư dân về ở và kinh doanh tấp nập. Mỗi mặt sàn có 17 căn hộ, diện tích từ 31 đến 103 mét, đáp ứng mọi yêu cầu về công năng sử dụng của gia chủ. Hôm nay Thảo Nguyên sẽ giới thiệu mọi người một căn 3 phòng ngủ, Son 2, 1809. Căn hộ này có diện tích 83 mét với sân vườn lớn bao phủ từ ban công ni tới phòng ngủ. Toàn bộ căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản nên trông vô cùng rộng rãi và thoáng đạt. Hầu hết đồ rời, linh động trong di chuyển và làm sạch căn nhà. Phòng khách với bàn trang trí có điểm nhấn là những màu sắc mát, TV 55 inch, sofa và bàn ăn rộng lớn. Kết nối với không gian, bếp, gam màu truyền thống ghi trắng kem sữa cùng tủ lạnh big size. Phòng ngủ được thiết kế đơn giản với tủ gỗ, cánh nan lùa, được thiết kế tỉ mỉ bằng tay, tạo không gian thoáng đạt cho các đồ vật, tránh sự tích trữ quá nhiều. Giường ngủ size 1m6, riêng phòng master là 2m2. Tất cả các phòng ngủ đều có nệm lò xo cao cấp cùng tốp bơ mềm chống thấm. Từ các phòng ngủ view ra vườn trên không đẹp như tranh vẽ và cảnh làng quê cùng những mái ngói đỏ sống động. Ban công ni sân vườn rộng là điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà. Cây cối có thể ra hoa 4 mùa trên chiếc ban công ni xinh xinh này. Ngồi ngắm phố phường qua đây thật chill và thư giãn hết nấc. Điều đặc biệt ở căn này là cả phòng khách và phòng ngủ đều có view ra sân vườn. Với tầm cao gần 200 mét so với mặt đất, đứng từ căn hộ ngắm hoàng hôn mây trời tuyệt đẹp. Chị Hải Thi, chủ nhà chia sẻ: em hướng tới thiết kế hiện tại là lấy không gian sống làm trọng tâm, thay vì thiết kế tủ âm tường kịch trần và chiếm hết mặt tường mỗi phòng thì nhà mình chọn tủ vừa phải để người sống có cơ hội bỏ đi thói quen tích trữ đồ, vừa tiết kiệm không gian sống, vừa không quá bận tâm vì nhiều đồ để phải thải loại quanh năm. Hầu hết mọi thứ đều là đồ rời để tiện xê dịch, những lúc cần nhiều không gian thì có thể tùy cơ ứng biến. Căn hộ có 2 phòng vệ sinh đầy đủ tiện ích và bồn ngâm big size. Đây là một trong những căn hộ rất đẹp trong một khu đô thị đáng sống. Giờ thì hãy cùng Thảo Nguyên ngắm những tiện ích tuyệt vời của khu căn hộ Son Forest. Và nếu bạn có nhu cầu ở, trải nghiệm cũng như là thuê mua căn hộ sống ở đây thì hãy liên hệ với Thảo Nguyên nhé. Video được thực hiện bởi Thảo Nguyên Eco Park. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.